Cô ơi, bị beng gì cô ạ? À? Bà cháu khả năng là một cái ung thư buồng trứng. Nguyên nhân beng này là do đầu Hà bác sĩ. Trường hợp này của bà thì cô nghĩ đây là do bà bị thừa độc tố. Vì bao nhiêu năm nay bà có thanh lọc cơ thể đâu, bà có thải độc đâu, đúng không? Độc tố nhé. Trong cơ thể mình nó có thể chia ra làm 4 nhóm, là nhóm hóa chất độc hại. Ví dụ như là dư lượng của thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực và trong các loại rau củ quả mình ăn ấy, các loại phẩm màu nó chỉ là dùng trong công nghiệp ấy. Thứ hai là kim loại nặng. Ví dụ như là chì, thủy ngân, arsen có trong cái nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, rồi là khói xăng xe, các cái độc tố và chất thải của cái sinh vật này, vi khuẩn, virus này, chất thải và các cái sản phẩm mà phụ ấy sinh ra trong các cái quá trình chuyển hóa trong người mình ấy. Nhất là gốc tự do thì nó có thể dẫn tới lão hóa cơ thể, rồi lão hóa làn da, gây ra nhiều bệnh. Trong đó có bệnh ung thư. Trong một cái đời người mình ý, nếu nói tích tụ độc tố ấy, nó có thể tích tụ từ 3 đến 25kg độc tố cơ. Trong đó trong đường gan mật có thể từ 0,5 đến 5kg. Thế rồi là kim loại nặng, rồi là chì, thủy ngân cũng có thể từ 0,5 đến 2kg. Rồi các muối ở trong khớp, nó sẽ lắng đọng trong khớp để gây đau khớp này. Có thể có từ 1 đến 3kg. Thế rồi là độc tố trong đường ruột nữa, có thể thể lên tới 15kg. Đấy. Khi mà nhiễm độc kéo dài thì nó sẽ làm cho con người ta là nó sẽ gây ra cái tình trạng mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ hay cáu giận, rồi gây ra các cái bệnh mãn tính như là bệnh ung thư, bệnh gút, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Cô có thể nói rõ độc tố là gì không ạ? Độc tố là chia làm 4 nhóm mà. Hóa chất độc hại này, kim loại nặng này, độc tố, nội độc tố, rồi chất thải của ký sinh trùng, sinh vật, virus, rồi là chất thải và các sản phẩm phụ sinh ra trong quá trình chuyển hóa cơ thể. Mình ăn đường, ăn đạm, ăn mỡ vào là cơ thể phải chuyển hóa. Chuyển hóa thành những cái năng lượng cho mình sử dụng thì nó lại sinh ra độc tố. Đấy, nó mới tích tụ trong người mình. Mình đào thải ra ngoài cũng không thể hết được đâu. Độc tố nó sẽ có hai loại là nội độc tố và ngoại độc tố. Ngoại độc tố là bên ngoài vào. Hai là cơ thể mình nó sinh ra. Cái trong người mình sinh ra mới là nhiều. Thì độc tố nó có thể xâm nhập vào cơ thể qua rất là nhiều đường. Như là qua đường thở này, qua da này, qua ăn uống này. Và nó sẽ ngấm vào máu rồi đi vào gan. Đấy. Và khi mà độc tố nó vào cơ thể mình thì nó lại nằm ở trong cái khoảng không gian giữa các tế bào là nhiều nhất. Nó chiếm từ 80 đến 83%. Và các cái tế bào và mô mỡ là nơi mà độc tố chứa nhiều nhất. Cho nên là đấy chính là lý do mà giải thích tại sao mà những cái người thừa cân ấy thường hay mắc các cái bệnh nan y, các cái bệnh mãn tính hơn. Và khi mà cơ thể mình nó dư thừa chất béo này, đặc biệt là các cái cơ quan nội tạng mà nó ngập mỡ thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều bệnh như là bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch. Cái bộ phận nào trong cơ thể của chúng ta sẽ làm được cái việc đào thải này? Thì là gan, là thận, là da, là phổi. Nhưng mà gan vẫn là chịu trách nhiệm nhiều nhất. Gan sẽ lọc độc tố xong là chuyển hóa thành các cái chất bất độc hơn, xong là đào thải ra ngoài qua da, qua thận. Đấy, qua phổi. Nhưng mà không bao giờ đào thải được hết được đâu. Nó vẫn cứ tích lũy trong người mình. Theo thời gian nó sẽ nhiều lên. Và nó sẽ sinh ra bệnh tật. Sinh u, sinh cục. Đầu tiên là các cái u lành. Sau đó là nó sinh ra những cái u ác. Người có nhiều độc tố thì sẽ như thế nào không ạ? Hiện đầu tiên là mệt mỏi. Đó là do các cái cơ quan trong cơ thể mình nó phải làm việc quá mức. Mệt kể cả vẫn đang ngủ tốt, kém tập trung, ngủ vào những cái giờ không bình thường. Biểu hiện thứ hai đó là tăng cân. Mặc dù nó nỗ lực rất nhiều về chế độ ăn rồi là luyện tập thể dục thể thao để giảm cân, nhưng mà đôi lúc nó không thể đạt được. Do là cái cơ thể mình nó quá nhiều độc tố, nó gây mất cân bằng chuyển hóa. Và thứ ba đấy là cái vấn đề táo bón. Ruột là cái bộ não thứ hai mà, cho nên là nó giữ vai trò rất là quan trọng trong việc hấp thu sinh tố. Thế rồi là ruột nó chứa rác, đào thải các chất độc ở ruột già và trực tràng. Cho nên là táo bón là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo là nhu động ruột yếu liệt, chất độc nó tích tụ trong ruột lâu là nó sẽ thúc đẩy cơ thể hình thành các cái tế bào khối u, rồi là đường ruột nó còn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng ngược lên dạ dày là gây nhiễm độc toàn thân dẫn đến ung thư. Thứ tư đó là các cái bệnh về da. Da là cái cơ quan phòng vệ bên ngoài, nó phản ánh rất là trung thực các cái tình trạng mà chất độc trong máu nó quá tải. Khi mà mình xuất hiện mụn này, phát ban này, các cái biểu hiện dị ứng này, rồi các cái vết thâm quầng ở mắt này, rồi là chàm, rồi vẩy nến là cho thấy là cơ thể đã tồn đọng rất là nhiều chất độc, vượt ngưỡng cho phép rồi. Biểu hiện thứ năm là cảm thấy nóng bừng, thông báo là gan nó phải làm việc quá mức. Điều thường gặp đấy là tăng tiết mồ hôi do cơ thể phải gia tăng thải trừ chất độc qua da. Biểu hiện thứ sáu hay gặp đó là đau đầu liên tục do cái độc tố nó quá nhiều, nó gây ảnh hưởng đến cái tế bào thần kinh, vì tế bào thần kinh rất là nhạy cảm với độc tố trong cơ thể. Ngoài ra nữa là cái lượng mỡ máu ấy, lượng lipid máu nó tồn đọng lâu ở trong cơ thể, nó thết tủa, nó tạo thành những cái mảng xơ vữa, rồi làm tắc mạch não, rồi là não không nhận đủ oxy sẽ phản ứng lại bằng cái tình trạng là nhức đầu, hoa mắt. Bác có bị như vậy không? Thế rồi là tích lũy mỡ bụng do độc tố đấy ảnh hưởng sẽ làm tăng cái lắng đọng mỡ ở cái vùng bụng ấy. Thế rồi hơi thở có mùi, và do gan kém cũng có thể gây nên thở có mùi. Sỏi mật cũng có thể là do dư thừa các chất độc ở trong mật đấy, và chủ yếu đấy là cholesterol lắng đọng. Độc tố nguy hiểm thì làm thế nào cho hết? Thải độc đi,
các chất độc mà đang tích tụ từ bên trong người mình. Và đây chính là cái nguyên nhân chính mà làm cho cái tế bào cơ thể mình nó lão hóa sớm. Khi mà cái cơ thể mình nó được thải độc thường xuyên ấy, nó sẽ làm tăng tốc độ hấp thu các cái chất chống oxy hóa, thế giúp cho chúng ta là luôn tươi tắn để trẻ trông dài lâu. Giống như là cái ngôi nhà ấy, luôn luôn có người quét dọn lau chùi thì nó sẽ được sạch sẽ, khang trang, bền vững hơn. Đấy. Thì có nhiều cái cách để thải độc. Ở nhà mình thì mình có thể sử dụng các cái phương pháp thải độc tự nhiên cũng được, đó là sử dụng trái cây. Đấy. Thì trái cây nó cũng sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà. Thứ hai là sử dụng nước chanh, kích thích tiêu hóa, hỗ trợ cho hoạt động của gan rất là tốt, nó giúp đào thải độc tố. Thế rồi là dùng nước dứa, giúp tăng vitamin C này, dễ tiêu hóa thức ăn và đào thải các cái bào mòn, các cái sạn sỏi ở trong mật, trong thận. Uống nước tinh khiết ít nhất phải uống là 2 lít nước một ngày. Bác đang có vấn đề về bệnh lý như này thì bác uống nước kiềm là tốt nhất. Rau củ quả chứa các cái vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng rất là có ích trong cái việc đào thải các cái chất cặn bã và làm sạch đường tiêu hóa. Thì cân bằng cơ thể với chế độ ăn uống đầy đủ này, khoa học, rồi chăm sóc bản thân và thể dục thường xuyên. Những cái môn thể thao, thể dục nào nó phù hợp với bản thân, ví dụ như tuổi của bác này chỉ có đi bộ thôi, hoặc là dưỡng sinh, rồi ăn các loại ngũ cốc, không uống các cái loại nước có chứa cồn, ví dụ như là rượu bia, và không ăn quá nhiều đường, bởi vì đường nó sẽ cản trở chức năng miễn dịch này và đẩy nhanh quá trình lão hóa, và thậm chí là tế bào ung thư sẽ phát triển nhanh hơn. Nên mình không ăn đường, luôn luôn phải giữ cho mình một cái tâm trạng thoải mái và tâm trạng mà tích cực, bình tĩnh, không suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ giúp cơ thể mình nó khỏe mạnh hơn. Một cái giải pháp nữa đó là thanh lọc cơ thể bằng bộ ba thanh lọc cấp độ tế bào. Đây bác, đây là cái bộ ba thanh lọc cấp độ tế bào này. Thì đây là cái sản phẩm huyền thoại của tập đoàn Siberia, giúp thanh lọc 60.000 tỷ tế bào. Thế và sản phẩm được cấp bằng sáng chế của Liên bang Nga. Tác giả ở đây là giáo sư viện sĩ Zichepcha. Ông là một trong 5 nhà khoa học về vi chất dinh dưỡng của Nga. Ông là thành viên của Hiệp hội vi chất dinh dưỡng trên thế giới. Ông tham gia giảng dạy rất nhiều nước châu Âu và Mỹ, và ông có tới 400 đầu sách và công trình khoa học. Ông tham gia vào 27 cuộc thám hiểm tìm ra các cái thảo dược, các cái thám hiểm khoa học của Siberia, và ngoài ra thì ông còn là tác giả của rất nhiều bằng sáng chế. Đấy. Theo cái quan niệm khoa học của tập đoàn Siberia, bệnh tật là có nguyên nhân đến từ thừa độc tố này, thừa đạm đường mỡ này, thiếu vi chất này, rồi là bị stress, căng thẳng thần kinh. Cái hộp này nó gồm có 3 lọ. Đây là lọ màu vàng, là gồm có 19 loại thảo mộc. Lọ màu xanh nước biển là gồm có 9 thảo mộc. Lọ màu xanh lá cây là 9 thảo mộc. Vì cái cơ chế thanh lọc đối với cái lọ thứ nhất này là thanh lọc các mô ở bên ngoài tế bào, còn lọ thứ hai là thanh lọc bên trong màng tế bào, lọ thứ ba là chống oxy hóa, bảo vệ tế bào. Với cái công dụng của cái bộ ba thanh lọc này là chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, để duy trì cái sự trong sạch của môi trường bên trong cơ thể. Vì vậy và để thanh lọc cơ thể thì phải chủ động sử dụng sản phẩm này tối thiểu là 2 liệu trình một năm, duy trì hoạt động bình thường của gan, bảo vệ gan khỏi các bệnh như là gan nhiễm mỡ này, xơ gan này, viêm gan do rượu, rồi là hỗ trợ các cái bệnh lý đại trực tràng. Dùng cái sản phẩm này còn giảm các cái triệu chứng dị ứng, nó sẽ giảm được các cái bệnh lý về ung biếu, thế rồi là hỗ trợ các cái bệnh lý liên quan đến tăng cholesterol này, rồi là sử dụng quá nhiều thuốc tân dược thì giúp thanh lọc được. Thì ai cần sử dụng, người khỏe thì sử dụng để thanh lọc cơ thể thôi. Rồi người có các cái vấn đề về tiêu hóa như là viêm dạ dày, viêm đại tràng, rồi là gan mật, người muốn giảm béo chẳng hạn. Thế rồi người bị các cái bệnh mãn tính như là tim mạch, tiểu đường, gút, xương khớp, thoái hóa mắt, rồi người bị các u lành tính ở giai đoạn đầu, hoặc là giai đoạn đầu của ung thư, hoặc là khi mà bị ung thư rồi thì dùng trước và sau các cái liệu trình hóa trị cũng tốt. Các cái người bị kém miễn dịch hay ốm thì mình dùng cũng tốt để nâng cao cái đề kháng. Rồi là ngừa ung biếu, khi mà chưa có ung biếu thì mình dùng để ngừa ung biếu, bởi vì mình là thanh lọc làm sạch cơ thể mà. Thế nhưng mà tuy nhiên là sử dụng sản phẩm thì nó sẽ có những cái biểu hiện. Các cái biểu hiện này thì đấy là biểu hiện tích cực. Thế là biểu hiện đầu tiên đấy là cái chuyển hóa. Khi mà sử dụng vào thì nó sẽ gây là mệt mỏi, lừ đừ, các cái cơ bắp nó có thể đau nhức hơn. Thế rồi đau lại những cái chỗ mà trước kia mình đã từng đau. Ví dụ bác có u thì bác dùng có khi đau u là đau tăng lên chẳng hạn. Hoặc lặp lại một vài lần nó sẽ hết. Đấy. Thế rồi những người bị xương khớp thì các khớp sẽ đau mạnh lên. Thế rồi giảm dần. Thế rồi là người bị đau dạ dày thì sẽ có cái cảm giác khó chịu lắm. Có khi trào ngược thì bị trào ngược nhiều hơn, sau đó nó sẽ ổn định. Là người bị tiểu đường thì cái đường máu có thể tăng cao hơn, người bị tăng huyết áp có thể huyết áp dao động hơn. Nhưng mà cứ kiên trì uống thì sau từ 3-6 tháng là nó sẽ ổn định. Biểu hiện thứ hai là đào thải độc tố. Khi chỉ sản phẩm uống vào nó gây chuyển hóa rồi, sau đó nó gây đào thải thì nước tiểu nó có thể đậm màu hơn chẳng hạn, rồi có thể sôi bụng này, quặn bụng, thậm chí đi ngoài phân sống này, do độc tố được đào thải qua cái đường ruột ấy, rồi lại đi ngoài phân có thể có màu đen, có mùi khác thường, rồi là những cái người mà bị viêm xoang thì nước mũi nó sẽ ra rất là nhiều, có người thì bị nổi mẩn, mọc các cái mụn trên da do độc tố được đào thải qua da. Đấy, thì cái quá trình này nó có thể diễn ra từ 3-6 tháng, nếu mà ai mà nhiều độc tố thì có thể lâu hơn. Vì vậy mà cái việc uống thì nó phải duy trì
đúng đủ đều mới cơ thể mới đào thải được độc tố. Để cho đến khi mà cơ thể nó đào thải hết rồi thì nó sẽ đạt được đến cái sự cân bằng, quá trình tái tạo. Sau khi mà nó chuyển hóa này, nó đào thải độc tố rồi thì nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn là tái tạo. Cơ thể sẽ phát huy cái cơ chế tự cân chỉnh thôi. Nó sẽ bao gồm là cân chỉnh cơ học này, rồi là cân chỉnh tế bào. Cơ thể sẽ tự tái tạo lại tế bào này, phục hồi lại những cái tế bào bị suy yếu, phục hồi lại những cái chức năng bị tổn thương do cái bệnh tật nó gây ra. Cái giá trị của sản phẩm này ở đây đó là đào thải chất độc hại, kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Thứ hai là bổ sung các loại vitamin và khoáng chất mà cơ thể đang bị thiếu hụt. Thứ ba là nâng cao hệ miễn dịch và sức đề kháng của cơ thể. Thứ tư là nó chống lại hiện tượng lão hóa và giảm căng thẳng thần kinh. Và thứ năm là nó phục hồi lại nhịp sinh học của cơ thể.